Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị. Trong video bán lan hôm nay thì con lên mấy cái chậu kiếm xích long hoa vàng chuẩn hoa 100% đang nụ như hình. Cây thì nở rồi để đảm bảo được cái mặt bông về cô chú anh chị khỏi phải gọi là sổ ra mắm. Thì giá một chậu này con bán dao động chỉ 200 nghìn thôi, rất là rẻ. 200 nghìn được rất là nhiều thân. Đây. Cái xích long hoa vàng đã nụ. 200.000 một chậu, mua từ 3 chậu này thì còn bao ship, còn một chậu thì phí ship là 30.000. Mua một chậu phí ship 30.000, mua 2 chậu thì bao ship nha cô chú chị, con nhầm 3 chậu. Còn có 5 chậu này thôi. Hoa cô chú chị thấy không? Khá là đẹp. Khác gì xanh Huế đâu. Mà lá này to lắm nha. Bản lá này cây to nhất á. Đợt vừa rồi con bán cho hai khách kia ngày hôm qua là bản lá nó được khoảng 7 sen rưỡi luôn đó.